Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui ngày hôm nay tôi lại được chia sẻ với các bạn về những bí kíp của thành công. Và nói về thành công, nói về những bí kíp của thành công, nói về những chìa khóa của sự thành công thì rất nhiều rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một trong những chìa khóa của sự thất bại. Chìa khóa của sự thất bại. Chúng ta biết được điều này, chúng ta sẽ tránh được đi rất là nhiều, sẽ tránh lặp phải những thứ mà những người mà chúng ta đã thấy thất bại đã từng mắc phải, đúng không ạ? Và một trong những chìa khóa của sự thất bại đó chính là sự so sánh bản thân các bạn với những người khác. Bao nhiêu trong số chúng ta thường luôn có cái suy nghĩ gì khi bắt đầu làm một việc gì đó, hoặc chúng ta thấy có một người khác đang thành công, họ kiếm được nhiều tiền, hoặc là họ thành công trong mối quan hệ của họ, hoặc là họ có những công việc tốt hơn chúng ta, thì chúng ta lại thường trực một suy nghĩ gì là nếu là chúng ta sẽ không làm được, bởi vì gì? Họ giàu có hơn chúng ta, họ có điều kiện hơn chúng ta, họ được học những trường tốt hơn chúng ta, hoặc là gì? Nó có thân thế, có gia đình hoành tráng hơn chúng ta. Bao nhiêu chúng ta đã từng có suy nghĩ như vậy? Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, bản thân tôi cũng vậy. Và cái điều này thì chúng ta không cần giấu làm gì cả, bởi vì ai ai cũng có những việc như vậy, đúng không ạ? Khi bắt đầu một việc ấy, mọi những cái thứ cản trở trong người chúng ta đã đủ nhiều rồi. Chúng ta không nên, chúng ta tuyệt đối tránh là chúng ta đi tìm thêm những cản trở mới một cách so sánh chúng ta với người khác. Khi bạn so sánh bản thân mình với một ai đó, điều này đồng nghĩa việc là gì? Bạn đang hạ thấp chính bản thân của bạn. Bạn đang hạ thấp chính lòng tự trọng của bạn. Tại sao bạn không nhìn vào điểm mạnh của bạn, đúng không ạ? Hãy nhìn vào điểm mạnh của bạn. Những thứ mà bạn đang có, bạn có sức khỏe, có phải ai cũng có không ạ? Bạn được học hành cẩn thận, có phải ai cũng có không ạ? Bạn có một gia đình còn đủ bố, còn đủ mẹ, bạn có vợ, bạn có chồng, vân vân. Đó là những lợi thế của bạn rồi. Bạn có nhà để ở, bạn có nơi để về, đó là lợi thế của bạn rồi, đúng không ạ? Bạn nghĩ về những thứ đó, bạn nói những thứ đó lên thật lớn cho tôi, bạn nhắc đi nhắc lại. Thì bạn sẽ tự cảm nhận là gì? Trong người mình có một nguồn năng lượng, nó đang ngột ngột lên cho bạn. Bạn biết vì sao không? Vì khi bạn nói được điều đó ra, bạn nói liên tục, bạn nói ba hoa điều đó ra, adrenaline trong người của bạn nó sẽ tăng lên. Đây là một hormone rất tuyệt vời. Nó kích thích cho bạn cái sự hưng phấn của bạn, nó kích thích cái niềm tin của bạn, nó kích thích cái sự làm việc của bạn. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Đó là lý do như vậy. Chìa khóa của sự thất bại nó đi so sánh chúng ta với những người khác. Mỗi chúng ta có một cuộc sống, mỗi chúng ta có một số quan điểm giống nhau, khác nhau. Nhưng bạn sinh ra trong nghèo khổ không phải là do lỗi của bạn. Nhưng nếu như bạn chết đi trong nghèo khổ, đó chính là lỗi của bạn. Và để chúng ta không lận bị chết đi trong nghèo đói, trong nghèo khổ, đừng so sánh chúng ta với bất kỳ ai. Việc của chúng ta là làm việc, việc của chúng ta là tự tin. Tự tin vào chính bản thân mình, tự tin vào những thứ chúng ta đang có, tự tin vào những người bạn bè của chúng ta đang hỗ trợ chúng ta, tự tin vào nguồn lực của bản thân chúng ta, tự tin vào khả năng học tập của chúng ta. Và một trong những bí kíp để có thể thành công đó chính là các bạn hãy học tập không ngừng, các bạn hãy phát triển bản thân không ngừng, để nâng cao giá trị con người chúng ta lên. Nếu bạn vẫn đang làm công việc cũ, mức lương như cũ, mà bạn không dành thêm thời gian hàng ngày để bạn update bản thân mình hàng ngày lên, thì mãi mãi bạn sẽ vẫn chỉ là cần một công việc cũ và mình nhận mức lương như cũ mà thôi. Đồng ý với tôi điều đó không ạ? Đã có rất là nhiều tấm gương và các tỷ phú, họ bỏ đại học, họ bỏ học giữa trường để họ lập nghiệp, đúng không ạ?
Nhưng các bạn thử nghĩ mà xem, có rất nhiều tỷ phú bỏ đại học, nhưng không có một tỷ phú nào là không học cả. Họ học ở đâu ạ? Họ học ở cuộc sống, họ học ở trường đời, họ học ở những cuốn sách, họ học ở những kinh nghiệm của những người đi trước. Họ học ở những ở những cái thứ, những lĩnh vực mà họ đam mê. Và tôi khuyên các bạn, và tôi khuyên các bạn trẻ nữa, hãy làm điều đó. Hãy học những thứ mà các bạn đam mê. Bảy hàng đẳng thức đáng nhớ. Các bạn còn nhớ không ạ? Rất nhiều người trong chúng ta đều nhớ, tôi cũng nhớ. Nhưng xin hỏi các bạn là khi các bạn bước vào đời, các bạn đi làm rồi, bạn có dùng nó không ạ? Sin, cos, tan của góc alpha. Các bạn còn nhớ không ạ? Các bạn được học rất nhiều năm đúng không ạ? Nhưng các bạn thấy nó có thực sự hữu ích không? Đây đã phải là đến lúc mà chúng ta cần nghĩ lại, cần xem xét lại xem là cái nền giáo dục của chúng ta, cái cách mà chúng ta đang được học, cái cách chúng ta đang được dạy, nó đã có sự thay đổi, có sự cải biến nào chưa ạ? 100, 1.000 người, 1 vạn người học về toán thì ra trường vẫn còn dùng đến xin cốt trang, đó là những người làm khoa học, lấy về toán học, đúng không ạ? Rất là nhiều người, 1 vạn người, 1 triệu người đi học về không hề dùng gì, là quay lại dùng đến bảy hàng thứ đáng nhớ cả, hay không hề dùng đến đạo hàm hay tích phân gì cả, đúng không? Không, không có. Các bạn thử nghĩ lại mà xem, mình mất bao nhiêu năm để học thứ đó, cuối cùng hầu như không dùng đến. Tại sao chúng ta không tìm cái thứ chúng ta đam mê, cái thứ mà cái sở trường của chúng ta? Chúng ta học, đúng không ạ? Không có tỷ phú nào là không học cả. Nhưng chúng ta học cái thứ chúng ta đam mê, học cái thứ chúng ta thích, học cái thứ mà xã hội sẵn sàng trả tiền cho bạn. Đó mới là chìa khóa dẫn thành công, đúng không ạ? Ba tiêu chí để các bạn lựa chọn. Thứ nhất, các bạn làm cái thứ bạn biết. Rất nhiều thứ bạn biết. Và trong những thứ bạn biết đó, các bạn hãy chọn những thứ mà bạn yêu. Bạn biết rất nhiều nhưng bạn thực sự yêu nó ít thôi. Và trong những thứ các bạn yêu, các bạn hãy lựa chọn thêm ra những thứ, những lĩnh vực nào mà xã hội sẵn sàng trả tiền cho các bạn thì bạn sẽ thành công. Chìa khóa của sự thất bại là sự so sánh bản thân mình với người khác. Khi bạn so sánh bản thân mình với người khác, nguồn năng lượng của bạn đang ở đây. Bạn so sánh bản thân mình với người khác như vậy, bạn gần như bạn đã chẻ đôi cái khả năng của bạn ra rồi. Bạn đã giảm một nửa khả năng, làm giảm một nửa năng lượng của mình khi so sánh với người khác rồi. Khi so sánh một người khác, bạn làm giảm một nửa năng lượng của mình. So sánh với hai người khác, bạn giảm mất 2/3 năng lượng của mình. Hãy nhớ điều đó. Bài học của sự thất bại đó là đi so sánh mình với người khác. Hãy tránh điều đó ra. Và chúc các bạn luôn thành công trên con đường lập nghiệp, trên con đường phát triển bản thân của mình. Một lần nữa, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.